Thưa quý vị, tác giả Đỗ Nga có bài viết Di chứng của cái gọi là giải phóng. Anh chị kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Khai phóng là tiêu chí của nền giáo dục Việt Nam phía Nam vị tuyến 17 giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Nền giáo dục này chỉ mới phát triển trong vòng 21 năm ngắn ngủi. Tuy ngắn ngủi thế nhưng nó cũng tạo ra những lớp trí thức có tư duy thoát ly khỏi khuôn khổ cũ và tiếp cận với tinh hoa trên toàn cầu bằng một thái độ của người có đạo đức. Đầu óc được khai phóng, cộng thêm đạo đức được rèn luyện bởi một nền giáo dục nghiêm túc, người trí thức miền Nam thời ấy thường tìm đến cái riêng, cái tự sáng tạo chứ không bao giờ ăn cắp của người khác làm của mình. Những người có đạo đức thì chẳng thà họ không có cái gì còn hơn là dùng cái thứ ăn cắp của người khác. Đấy là đạo đức tối thiểu mà con người có giáo dục nào cũng có chứ không cần phải học cao hiểu rộng. Giáo dục Việt Nam Cộng hòa một thời đã tạo ra những lớp người như thế và nền giáo dục đó cũng đã từng tạo ra một xã hội trên nền tảng như vậy, nền tảng mà ngày nay người Thái Lan đang có. Năm 1975, quân ở phía Bắc vào và đánh đổ hoàn toàn di sản của chế độ cũ họ tự đặt hành động phá hoại của họ là giải phóng cho nhân dân miền nam để hiểu giá trị của cái gọi là giải phóng trong ngoặc kép này thì rất đơn giản hãy nhìn vào xã hội việt nam hiện nay thì sẽ biết thôi nó kém đạo đức hơn và ác hơn với hiện tượng trộm cắp đầy đường con người không tin nhau và xã hội ngày một bất an giáo dục là cái nôi nặng ra đạo đức xã hội ấy vậy mà sau 46 năm miền Nam được giải phóng, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lại bể ra một cái ung nhọt mà bao lâu nay nó tồn tại song hành cùng với nền giáo dục. Đây là cả hệ thống gồm giảng viên, lãnh đạo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản một tác phẩm ăn cắp có tên là Báo chí và truyền thông: Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại của tác giả Hoàng Xuân Phương, Vũ Mộng Lân. Thực ra đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Ai mà không biết, nền giáo dục Đại học Việt Nam đầy rẫy chuyện sao chép luận văn, mua điểm, mua băng cái chứ. Để con người thò tay ăn cắp trí tuệ của người khác thì rõ ràng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đã không tạo ra sự sáng tạo cho con người và đồng thời nó cũng không thể giáo dục đạo đức con người được. Một nền giáo dục sau 46 năm với bao nhiêu lần đổi mới nhưng cuối cùng sản phẩm của nó là những con người thiếu đạo đức và kém sáng tạo. Để có xã hội tốt thì trước hết phải có nền giáo dục sạch. Khi mà người thầy dám lấy cấp của người khác để làm riêng của mình, để dạy lại cho bao thế hệ sinh viên, thì làm sao Việt Nam có một xã hội trong sạch cho được. Người trí thức xã hội chủ nghĩa khó mà có được lòng tự trọng, thà ta không có gì chứ không thèm của ăn cắp như cái nền giáo dục khai phóng trước kia đã làm đâu. Tại Việt Nam, cứ hệ để xe khuất mặt là mất liền, cứ cầm điện thoại hớ hình là bị giật liền, thì điều đó cho thấy nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nó như thế nào rồi. Phải khẳng định một điều rằng giáo dục xã hội chủ nghĩa tạo ra con người trí thức của nó có khi còn thua cả người bình thường của nền giáo dục khai phóng. Đại họa của giáo dục xã hội chủ nghĩa xuất hiện là bởi một con người, đấy là Hồ Chí Minh. Một con người nổi tiếng về nghề đạo văn. Ông ta ở tù từ năm 42-43 mà viết tập thơ nhật ký trong tù thì lại được ghi là từ ngày 29 tháng 8 năm 1932 đến ngày 10 tháng 9 năm 1933. Có nghĩa là cái tập thơ đó viết nhật ký trong tù đó viết trước khi ông ta ở tù những 10 năm. Và ông ta là người Việt nhưng lại viết thơ bằng tiếng Tàu cho người Việt đọc. Có vô lý không? Có lẽ ông Hồ Chí Minh mà bị Pháp bắt bỏ tù thì chắc ông ta cũng phù phép ra cái tập thơ tiếng Pháp cho người Việt đọc, hoặc là nếu mà ông ta bị Mỹ bắt bỏ tù thì chắc ông ta cũng phù phép ra một cái tập thơ tiếng Anh cho người Việt đọc. Ngoài cái việc đạo văn của người đương thời, ông ta cũng đạo luôn cả văn chương cổ nhân, trong đó có cái câu vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người là một ví dụ. Với người đạo đức như vậy thì làm sao mà cái nền giáo dục với tiêu chí học theo đạo đức của ông ta mà tạo nên con người có đạo đức được đây? Điều này rất là khó. Để có cái gọi là giải phóng trong ngoặc kép ấy, ngoài 3 triệu sinh mạng người phải chết vô ích đi, thì di chứng của nó cho đến ngày hôm nay vẫn còn rất nghiêm trọng. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nó loại bỏ yếu tố khai phóng và cái yếu tố đạo đức. Và vì thế nó đã tạo ra một cái xã hội bệnh hoạn và bất an. Di chứng này là không thể khắc phục, ít nhất là 50 năm hậu cộng sản. Nói đến hai cái từ giải phóng của cộng sản, nó đáng sợ như thế đấy.